kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Hôm nay mình có đồ chơi mới muốn chia sẻ thêm thông tin đến cho các bạn. Trên tay mình đây đang là một bộ sạc để bàn 100W của Ugreen. Mã sản phẩm này thì mới ra mắt gần đây. Nó có công nghệ GaN các bạn nhé. Sản phẩm này thì mình đã mua ở đợt sale cách đây khoảng 2-3 tuần gì đấy. Và mình cũng đã có bóc siêu ra chụp ảnh để khoe với một số anh em trên group. Tại vì một số anh em hỏi mình là không biết cái kích thước thực tế của nó thì trông nó như nào, để anh em còn biết đường cân đối để mua. Có lẽ là có một số chủ tịch trên group là đã chốt đơn cái sản phẩm này rồi, và cũng có khả năng là đã nhận được và đang dùng rồi. Không biết là anh em có ưng hay không. Thì cái sản phẩm này, giá của nó, giá gốc đang rơi vào khoảng độ hơn 900. Hôm mình mua ấy, thì mình không áp được nhiều mã. Mình mua với giá là sấp xỉ 800.000. Trong đợt sale sắp tới này, mùng 5 tháng 1 thì nếu như anh em quan tâm thì có thể là sẽ áp mã xuống được với mức giá tốt hơn. Mình sẽ để link ở bên dưới cho bạn nào mà đang có nhu cầu với cái sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo để săn sale nhé. Mình mới gọi là bóc siêu ra chụp ảnh thôi, chứ cũng chưa cắm điện luôn. Thì trong cái video này mình muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn có thể nhìn được một cách thực tế hơn cái kích thước của nó này, cũng như xem được cái thông số kỹ thuật chi tiết này và cái thiết kế độ hoàn thiện, xem nó có đáng tiền hay không và cái cách chia điện của nó như thế nào. Thì cái cách đóng hộp của cái sản phẩm này, mặc dù là giá của nó nhé, sẽ tương đương với cái bộ 100W 4 cổng đây, 100W 4 cổng mà cắm tường, giá tương đương nhau, nhưng mà cái cách đóng hộp này khác bọt rất nhiều luôn các bạn. Nhìn nó cao cấp hơn hẳn. Hôm nay thì nhân tiện là mình đã dọn được cái bàn làm việc, nên là mình quay video này để quay xong thì mang ra set up lại cái góc sạc của mình. Bây giờ thì nhìn nó vẫn hơi loằng ngoằng. Ở trên vỏ hộp thì các bạn lưu ý nhé, đây là phiên bản mới này. Thì cái sản phẩm của chúng ta lát mình sẽ nói ở bên trong. Bên cạnh này chúng ta sẽ có 4 cổng này, có nhiều lớp bảo vệ này, tương thích với nhiều thiết bị này. Bên cạnh này nữa chúng ta có thêm một vài thông tin quảng cáo, và thông số kỹ thuật thì được in chi tiết ở mặt sau. Chúng ta sẽ có tương thích với điện từ 100 đến 240V, thích hợp cho anh em mà kể cả mang đi du lịch ở nước ngoài, những nơi mà dùng điện 110 chẳng hạn. Về các cái cổng điện của nó này, C1, C2 này, C3 này, USB-A này, thì ở đây đáng chú ý nhất là C1, C2 nó sẽ giống hệt nhau và nó sẽ ra được mắc là 100W nếu như sử dụng một mình. Nó hỗ trợ các profile ở đây, 5V, 9V, 12V, 15V, 20V. Và đặc biệt lưu ý ở đây các bạn nhé, 3,3V đến 21V, 5A. Tức là đây là cái profile PPS của Samsung. Anh em nào mà sử dụng Samsung muốn sạc siêu nhanh 45W ấy, thì con này có hỗ trợ các bạn nhé. Và đây là điểm khác nhau đầu tiên mình muốn lưu ý với anh em. Nếu anh em muốn mua cái cổng 100W, cái cục sạc 100W 4 cổng này, thì PPS của nó không đạt được đến 5A đâu. Đây, PPS của nó sẽ đạt được đến là 3.3 đến 21V, 3A, tức là không mắc được 45W các bạn nhé. Đó, đây là 100W 4 cổng cắm tường thì không có PPS 45W. Thế còn bản để bàn này thì có PPS 45W, để anh em lưu ý khi mua. Tất nhiên là cái mục đích sử dụng của nó cũng khác nhau nữa. Mới đầu mình cứ tưởng là cái cục 100W này thì nó thông số sẽ giống hệt, nên là nếu như thế thì chúng ta chỉ cần làm một cái dây như này đúng không ạ, thì nó sẽ trở thành một cái cục để bàn nhìn cũng khá là ổn, mình phải nói là như vậy. Đây, mình cắm vào thì trông nó sẽ như này, nó khá là ổn. Tuy nhiên thì nó sẽ khác ở profile PPS các bạn nhé, các bạn lưu ý này. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở hộp nhân vật chính. Mặc dù là giá tương đương nhau các bạn ạ, nhưng mà cái cách đóng hộp thì khác biệt rất nhiều. Và video này mình cũng muốn show cho các bạn xem cái kích thước thực tế của nó, trông nó như nào. Về mặt phụ kiện thì chúng ta sẽ có bên dưới này, nhìn rất là cao cấp. Gần đây Ugreen còn ra một vài cái bộ sạc mà kiểu giá rẻ ấy, nên là đóng hộp của nó chỉ có cái hộp kiểu như này thôi này. Còn đây là một cái sản phẩm mà họ đóng hộp rất là chỉn chu. Bên trong này các bạn sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn cách chia điện. Mình sẽ để đây để tí test thử xem. Đây là cái dây điện nhé. Dây này thì mình còn chưa cắm cơ các bạn, mình mới dở ra để chụp ảnh thôi. Nó còn có một cái gọi là cái dây cuốn nữa ở bên này, nhưng mà mình tháo ra mình bỏ đâu mất rồi. Và nó có cái đầu bảo vệ ổ cắm này. Đấy, lúc mua mới nó sẽ như này các bạn ạ. Đây là dây điện dài 2m các bạn nhé. Và thông số của nó thì cũng được in rất là rõ ràng ở bên trên thân của dây. Đây, mình sẽ show cho bạn xem.
Đây thì có đầu này là U-Green này. Đầu cắm này cũng là U-Green Note này. Đầu nhá. Đây. Và dây. À, đây, dây được in thông số này. Rất là chi tiết ở dọc thân dây. Các bạn sẽ có dây là gồm hai lõi. Mỗi lõi với tiết diện là 0,8mm vuông các bạn nhé. 0,824mm vuông này. Thông số ở đây là 18AVG. Đây là một cái thông số biểu hiện. Nó liên quan đến cái chất liệu ấy, nhưng mà mình cũng không rõ lắm. Bên cạnh này là 105 độ C 300V. Đấy, đại loại là dây dợ dài 2m. Và thông số rất rõ ràng. Độ dài 2m anh em lưu ý nhé. Còn đây là cục sạc chính của chúng ta này. Đây là cục sạc để bàn. Nên là nếu so với kích thước này, nó sẽ to hơn cục 100W mà cắm tường. Đây, kích thước thực của nó như này. To hơn nhưng nó mỏng hơn một chút các bạn. Đây là cái mặt, gọi là mặt nhìn từ phía trước này. Và chúng ta cũng có đều là 3C với 1A. Với cách chia điện là tương đối giống nhau các bạn. Nó chỉ khác ở profile PPS thôi. Cái công suất các cổng chứ không phải cách chia điện. Okay. Các cái cổng C này với cổng A cách nhau khá xa như này thì sẽ rất là thoải mái cho anh em sử dụng các loại cáp khác nhau. Tại vì mình thấy trên thị trường có nhiều cái loại cáp mà đầu của nó rất là to. Nếu như các cái cổng này quá gần, giống như là cái cục 65W này. Cục 65W này của U-Green ấy, các bạn cắm đầu cáp sạc của U-Green thì nó rất là vừa xinh. Đấy. Đây, nó sẽ vừa khít kiểu này. Nhưng mà nếu như anh em cắm sang cái loại cáp của hãng khác mà cái đầu của nó to, thì khi mà các cái cổng C gần nhau quá thì nó sẽ bị cấn. Đây, ví dụ như hôm trước mình mua một sợi cáp đó nhé. Đây, hôm trước mình có mua một cái sợi cáp 240W nhưng mà chưa có thiết bị để test. Thì đây, ví dụ đây là Rocoren gì đấy, chữ của nó hơi bị lem và nó hơi cứng các bạn. Thì nếu như mà cái cáp đầu to như này cắm hai cái cổng C mà nó gần nhau quá nó sẽ bị kích. Đâu rồi? Đây, hai cái cáp đầu to mà cắm cổng C gần nhau là nó sẽ bị kích như này các bạn. Đây là một điểm mà cổng nó to thì nó sẽ được cái lợi thế là nó sẽ được bố trí các cái cổng này nó xa nhau ra. Anh em cắm màu xám đồng bộ nhìn rất là đẹp này. Đó là về kích thước, độ dày và mặt trước này. Đây, bạn nhìn thấy nó to khá nhiều nhưng mà mục đích của nó là để bàn. Và một số anh em trên group là đã feedback là con này dùng khá là mát. Mình thì thậm chí là còn chưa cắm điện cơ. Hôm nay mình mới dọn được bàn làm việc và mình mới lôi ra để set up lại cái góc sạc. Nếu như cắm một cái này thì nó sẽ cân được hết các thiết bị của mình. Nó sẽ cân được một laptop và nó sẽ cân được thêm điện thoại của mình. Thì mình chỉ có con Pixel thì nó cũng sạc được 20-25W gì đấy thôi. Và một con iPhone thì cũng tầm tầm đấy nữa. Nên là vừa cân được một laptop, vừa cân được hai cái điện thoại đấy. Cổng A này thì mình có thể sạc được các cái thiết bị nhỏ nhỏ. Và thường thì các thiết bị của mình không sạc đồng thời, chỉ có con laptop gọi là cắm suốt ngày đêm thôi. Thì cục 100W này cơ bản là sẽ cân được hết các thiết bị của mình. Các bạn lưu ý nhé, cái mà bản để bàn cũng như là bản để tường ấy, mà mới ấy, thì cái bề mặt của nó sẽ xám xám kiểu này. Đấy, và đây là cái bề mặt mà dùng gần như nó sẽ không bị cũ đi. Nó sẽ rất đẹp, màu này khá là sang. Bên này là nhựa nhám, gần như cũng không bị cũ đi. Nó chỉ bị cũ khi mà các bạn cắm đây này. Mình mới mua cổng cục 100, hai cổng C. Các bạn cắm mà không nhìn ấy, thì nó sẽ để lại các cái vết chày ở khu vực nhựa nhám này. Còn lại thì hầu như nó sẽ luôn mới các bạn. Thì đây là một điểm này. Và các bạn lưu ý phân biệt với bản cũ nhé. Bản cũ của nó ấy, cái bề mặt này nó không phải là nhựa xám nhám kiểu này, mà nó sẽ là các cái vân chéo chéo giống của cục sạc dự phòng này. Thì ở trên các cái cục sạc này mà có cái vân như vậy là bản cũ. Thì anh em lưu ý, anh em mua bản mới cho nó yên tâm đúng không ạ? Giá của nó cũng xem nhau. Mình sẽ thử cắm xem là cái cách chia điện cũng như là test thử nhanh một hai cái cổng xem là cái profile của nó công bố có đúng không nhé. Thường thì mình thấy chỉ những cái cục sạc lạ lạ chúng ta mới test thôi, chứ còn U-Green thì nó sẽ công bố khá là chuẩn. Cắm để bàn mà dây dài 2m thì mình sẽ để ở trung tâm bàn. Nhìn rất là đẹp các bạn. Rẻ đẹp. Đây là series của U-Green mình đã mua khá nhiều. Có một vài cục sạc gần đây kiểu công suất nhỏ nhỏ hơn thì mình chưa mua. Cục 66W 2 cổng C ấy, mình không mua tại vì mình mua cùng 100W 2C rồi. Với cả series này đều là màu xám đẹp. Thực sự đẹp.
Cục 45 W cũng là màu xám. Cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đâu chúng ta sẽ lấy USB test. Cái USB test này thì mình sẽ test cổng C1 trước. Đây là USB test mình đang có là SNB48 và SNB58. Cái 58 này thì mình được một anh trên group là gửi tặng. Tại vì anh ấy mua, anh không sử dụng nhiều. Và hôm trước mình định mua, thế là anh đọc được bài, anh ấy tặng mình. Rất là cảm ơn anh, chúc anh và gia đình sức khỏe nhé. Tại vì mới đầu mình không biết là nó có 58 với 48 nó có hơn nhau nhiều không. Thì mình sẽ làm một cái video riêng. Đây, chúng ta sẽ vào check xem là nó hỗ trợ những chuẩn sạc gì trước đã. Ở cổng C1, C1, C2 thì giống nhau. Và thường thì mình thấy là Urin họ đều công bố rất là đúng với cái thông số ở vỏ hộp. Chúng ta chỉ check lại, gọi là cho vui, có USB thì test thử. Chúng ta sẽ có hỗ trợ ở đây là PD lên đến 105W, 6 profile. Bên dưới này thì xanh rất là nhiều đúng không ạ? Chỉ trừ chúng ta không có QuickCharge 4.0 cộng 5.0 thôi. Không có vóc đát gì đấy thì anh em sử dụng hệ Oppo, Vivo các thứ là anh em lưu ý. Là bộ sạc của Urin hầu hết là mình thấy không hỗ trợ vóc. Thì cái bộ để bàn này cũng không hỗ trợ vóc nhé. Còn lại là các cái chuẩn sạc thông dụng đều hỗ trợ này. PD này, của Apple này, của Samsung AFC này, của Huawei. Hai chuẩn của Huawei đây. Lên đến 22W này. QuickCharge 2.0, 3.0 này. Chúng ta sẽ đến với PD xem là nó hỗ trợ đúng cái profile mà PPS hay không. Đây, các cái profile PD của chúng ta sẽ rất là giống với cái thông số công bố vào hộp. Chúng ta cũng có cái profile đáng quan tâm nhất ở đây là 3.3V đến 21V 5A. Đây là PPS 45W các bạn nhé. Vậy là anh em hệ Samsung là muốn dùng cái bộ này thì không phải lăn tăn gì nữa nhé. Ok, chúng ta sẽ xem qua về cái cách chia điện. Thì mình sẽ cắm tải một cái... Đâu rồi? Các cái USB test của mình vừa nãy còn xung quanh đây mà bây giờ đâu hết rồi. Đây, mình có một cái USB test nhỏ nhỏ này, cũng mới mua hôm trước. Đầu tiên thì mình sẽ cắm một cái tải lớn lớn một chút. Đâu rồi? Vừa để đây mà lại chạy đi đâu. Đây. Mình sẽ cắm nó vào một cái... Đây. Cắm như này mới đúng này. Cái USB này của mình thì đây đang sạc vào 43W này. Bây giờ thì mình sẽ thử cắm thêm một thiết bị nữa. Chủ yếu gọi là test cho anh em xem về cái cách chia điện xem nó có thay đổi gì chưa hay là nó vẫn cũ như ngày xưa. Đây là mình có một cái cáp, coi như là cáp Lightning các bạn nhé. Thì anh em lưu ý này, khi chúng ta cắm cáp Lightning vào bất kể củ sạc nào nhé, các hãng đều, mình thấy đều như vậy, là cái cáp Lightning này bản thân ở đầu của nó có một con chip ấy, các bạn cắm vào nó đã nhận vị diện là một cái thiết bị luôn rồi, chứ không cần các bạn cắm iPhone vào, thì cắm vào phát là nó sẽ chia lại điện luôn. Đây, cắm này. Ok, nó ngắt chia lại điện, ngắt chia lại khá nhanh. Và cổng C1 của mình đang đẩy lên 43W này. Cổng này thì mình đang có mỗi con iPhone đây. Đấy. iPhone 5 các bạn. Thì iPhone 5 thì nó chỉ hỗ trợ sạc chậm thôi. Bây giờ thì mình sẽ rút đầu Lightning ra các bạn xem này. Coi như là tính rút thiết bị luôn. Và nó sẽ ngắt chia lại. Thì đây là cái vấn đề là của cổng Lightning. Của cái dây sạc Lightning. Nó có con chip. Nên là cục sạc nào nó cũng nhận diện đấy là một thiết bị luôn các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái Pixel 6 này. Thì các bạn có thể thấy nó ngắt chia lại điện khá nhanh. Và cổng C1 của mình vẫn đang tải là 41W đây. Cổng C2 thì đang sạc cho điện thoại của mình. Đang ở 80% và nó đang nhận là sạc nhanh 9V 1.4A. Đó. Thì như vậy chúng ta có thể biết được sơ bộ là cái cục sạc này, nó cái cách chia điện của nó vẫn là ngắt để chia lại. Thì đây là một cái phương án mà các nhà sản xuất mình thấy họ cũng hay áp dụng. Đa phần các sạc trên thị trường ngắt để chia lại thì vừa dễ làm mà lại vừa an toàn. Chúng ta sẽ xem cái phân bố điện ở các cổng.
gọi là cách chia điện khi cắm một thiết bị và nhiều thiết bị. Khi cắm một thiết bị thì ở cổng C1, C2 sẽ ra được tối đa là 100W. Cổng C3 với cả cổng USB là sẽ là 22,5W. Có tờ giấy hướng dẫn rất là cụ thể ở đây. Khi cắm hai thiết bị ở cổng C1 và C2 thì hai cổng này nó sẽ là nhận diện thông minh. Nó sẽ chia ra là ưu tiên, đúng không ạ? Cổng này 65W thì cổng còn lại là 30W và ngược lại. Hai cổng này là có vai trò C1, C2 tương đương nhau. Tiếp đến thì các bạn cắm sang cái cụm tiếp theo là ví dụ như C1 hoặc là C2 với một trong hai cổng còn lại thì chúng ta sẽ có cách chia điện là vẫn là 65W và các cổng còn lại tối đa là 22,5W. Đó là cắm hai cổng. Đó, cắm hai cổng thì nó như vậy. Và nếu như các bạn cắm hai cổng ở bên dưới là cổng C3 và cổng A thì nó sẽ chia nhau 22,5W các bạn nhé. Tiếp đến cắm 3 cổng thì sao? Cắm 3 cổng thì cổng C1 sẽ được ưu tiên, C1, C2 đóng vai trò tương đương sẽ được ưu tiên là 45 hoặc là 30W. Đây, cách cắm 3 cổng thì nó trong video này. Giải thích thì hơi khó hiểu. Anh em nhìn hình phát là biết ngay. Trên trang mà các bạn đặt mua ấy, nó cũng có cái hình như này. Anh em có thể xem trước khi đặt. Cắm cả 4 cổng thì tương tự như vậy. Vẫn là ưu tiên C1, C2 lên đến 45W và cổng C3 với cổng A thì sẽ chia nhau 10,5W. Okay. Đó là về cách chia điện. Đây là một cục sạc mà khá đẹp. Mặt bên dưới này các bạn cũng có in tên này, in các thông số cụ thể này. Khá đầm tay các bạn. Và nó có hiện tượng flex nhẹ khi các bạn bóp nhé. Cục 100W 4C này thì nó rất cứng này. Cái này nó cũng rất cứng này. 65W này thì cũng rất cứng. Cái này kiểu chắc là bề mặt của nó to quá. Và chúng ta sẽ có 4 cái chân bằng cao su ở đây để các bạn đặt lên bàn. Nó sẽ thứ nhất là không chạm với mặt xuống dưới này. Kéo đi kéo lại thì nó sẽ đỡ bị xê dịch. Cái này nó sẽ bám rất là tốt với những cái nhặt mặt bàn mà nó nhẵn các bạn. Ok. Dây dài 2m thì khá là thoải mái để setup. Một thiết bị này, một cái cục sạc này có thể cân được gần như là tất các thiết bị các bạn. Và kích thước của nó hơi to tí. Nó gần bằng cái TV box ấy các bạn. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ. Và đừng quên là săn sale vào mùng 5 tháng 1 tới nếu như các bạn có nhu cầu. Và trong group thì đang có mini game mình giveaway lại. Chúc mừng năm mới các bạn. Một cục sạc 100W 4 cổng như này, cắm tường để anh em có nhu cầu. Anh em thì mình sẽ để link bên dưới để các bạn tiện tham gia nhé.